rửa hè. Điện thoại chi mà bằng chi mà bằng hoài rửa. Minh Dũng như là công chúa đang bị giam cầm ấy, làm răng mà bảo cho hoàng tử đến dài cửu hè. Chú Choa, răng mà mình thấy chuyện tình của mình với anh Phiến đẹp như trong cổ tích ấy. Hoàng tử ơi, hoàng tử ơi, mô một chàng ở đâu đến cửu em nè. Đúng rồi, ráng mà mình không đu wifi gặp chàng thì điện thoại không nghe, Facebook thì không ôn lại. Rửa đi bố rồi Phiến ơi. Biết mấy chưa, em đang khổ đấy nè. Răng mà mình khóc mà không chạy nước mắt hè. Ăn tiện quả đi nè. Nam Ô à, tên Nam Ô có nghĩa là gì vậy? Phiên tra trong từ điển tiếng Việt hoài à, mà không hiểu. Tôi nghe mẹ tôi nói làng hồi nhỏ tôi ở là Nam Ô, là do mẹ thấy cái tên đó dễ thương nên đặt tên tôi là Nam Ô. Hèn gì cái tên Nam Ô nghe nó thơ mộng gì đâu á. Nghe cái là yêu liền à. Nguy, xạo quá. Thiệt, Phiên nói thiệt lòng á. Trời ơi, tôi không hiểu anh nói gì hết trơn á. Thôi tắt máy đi ngủ nha. Sao Nam Ô ngủ sớm quá vậy? Không thích coi tivi à? Thích chứ, nhưng mà ngày nào cũng phải dậy sớm làm việc. Nếu mà coi phim á thì ngủ trễ, sáng dậy sao nổi. Thì Nam Ô cứ qua đây coi phim với Phiên nè. Phiên sẽ không bắt Nam Ô dậy sớm đâu. Du duyên, tự nhiên ta con gái tự nhiên biểu ở bển, cho ta mang tiếng hả trời. Mang tiếng hả? Thì mình không có làm chuyện gì thì đâu có ai biết gì đâu mà mang tiếng. Tôi nói mang tiếng là ảnh hưởng danh dự con gái của tôi nè, hiểu chưa? À, thì ra là vậy. Thôi ha, ngủ nha. Phiên ngủ không được. Sao ngủ không được? Tại vì Phiên nhớ Nam Ô. Đi. Tự nhiên cái người dân kẻ lạ cái nhớ ta là sao? Ai cần ai mượn. Phiên nói thiệt à? Với lại Phiên đói bụng lắm. Nam Ô hôm qua nấu ăn cho Phiên gì hết á. Phiên đói bụng quá à. Hết bệnh đi rồi tự đi mua đồ ăn. Ai biểu không mua chi cho đói bụng. Phiên chỉ thích ăn đồ ăn của Nam Ô nấu thôi hà. Thôi xạo quá à. Phiên nói thiệt mà, Phiên thề luôn á, suốt cuộc đời này Phiên chỉ muốn ăn đồ ăn của Nam Ô nấu thôi.